cá lên. Dạng không? Chứ bắt dễ. Tại nó chưa chịu vô tay, nó biết không, nó ăn làm sao. Cái hầm này có nước không ra vô không vậy? Có, Phương có. Thì mình làm lưới qua cái ống cống hả? À. Bự quá. Cá này nhỏ. Quay đi. Con bự quá chị ha. Rồi đi rồi. Để nó. Rồi rồi. Để nó yếu thả nó xuống. Bắt được hay quá mà chị em sợ nó đầm mà. Chị em không đâu. Bắt một con bự gì nữa nè, con bự á. Cũng vô được nữa. Vô, mà nhanh nhanh dở lên không nổi, nặng quá. À. Vậy cho nó ăn cái cho thiện quay. Tới lúc bán là khoảng con khoảng